Vậy là tựa game Thanh Gươm Diệt Quỷ Mobile đã chính thức ra mắt bản quốc tế với ngôn ngữ tiếng Anh rồi. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp lại cho anh em gift code dùng chung. Game này hiện tại cũng có khá khá nhiều gift code dùng chung và hướng dẫn anh em cách tải cái tựa game này trên Android và iOS nha. Nhớ xem hết cái video này để mà tải thành công cái tựa game. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái phiên bản tiếng Anh tương tự như cái bản tiếng Trung. Nếu mà anh em là chơi tiếng Trung thì anh em sẽ thấy là nó không khác gì mấy anh em nhé. Chẳng khác cái gì luôn, nó chỉ là thay tiếng Trung thành tiếng Anh thôi. Và gameplay của cái tựa game này thì nó là một dạng game turn based đánh theo lượt. Chủ đề về Demon Slayer đó anh em. Các cái nhân vật trong Demon Slayer thì đều có trong cái tựa game này cả, chỉ là nó chưa update hết thôi anh em ạ. Và nó sẽ update dần dần các cái nhân vật trong những cái bản update tiếp theo. Ok, Tanjiro vân vân, các cái nhân vật rất là quen thuộc. Skip qua, chúng ta phải mua vé tháng hay sao, thẻ tháng hay sao anh em. Turn based đánh theo lượt cũng khá là quen thuộc rồi. Và game này thì nó còn kết hợp thêm cả yếu tố đó là idea rảnh tay, offline nhận quà. À này có vẻ khó đây anh em. Đấy, cho anh em xem gameplay thôi. Cái hay của con game này nó là khi mà chúng ta đang đánh rồi nha, chúng ta có thể thoát ra để mà tham gia những cái hoạt động khác ở bên ngoài này cũng được. Không nhất thiết là cứ phải ngồi xem hoàn thành 100% cái trận đấu đó em ạ. Các cái nhân vật của chúng ta đây, đầy đủ cả, không thiếu một cái nhân vật nào hết. Rất nhiều nha. Phẩm của cái tựa game này thì sẽ được chia thành phẩm đó là, đây, chi tiết cho anh em luôn nào. SR là cao nhất. Cam mà nó có hai loại nha, cam SR và cam SR em ạ. Đó. Hầu như là bản chung có những cái nhân vật nào thì ở game này đều có cả hay sao ấy. Mình cũng lâu rồi cũng không update cái bản chung. Đây phẩm R đây, phẩm SR đây. SR nó cũng là màu cam nên đôi khi thì chúng ta bị nhầm lẫn. Phẩm thấp nhất là phẩm R. Đó. Hiện tại thì có được một SR với vé gacha X10 đầu. Nó chắc chắn sẽ ra một cái nhân vật SR em nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi nâng cấp cái nhân vật để mà qua được cái ải kia chứ không là... Ủa, 500 cơ. Quick level này. Chúng ta sẽ có phần nâng giới hạn level tiếp theo, nghĩa là 5 sao là cao nhất nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ nâng cấp lên 6 sao, 7 sao, 8 sao để mà up cái giới hạn level lên cho nhân vật. Cái phần Kendo thì là cái gì đây nhỉ? Game này nó có phần reset nữa nha, nên anh em cứ thoải mái mà nâng cấp. Nhưng mà hình như là cái phần reset này nó sẽ ví dụ như là nên được vài sao, ví dụ như là 5 sao nó cho reset này, 6 sao cho reset, 7 sao cho reset, nhưng mà hình như là 8 sao nó không cho reset thì phải. Em có thể là đọc cái thông tin ở đây nha. Rồi, cứ thoải mái mà nâng cấp, anh em không phải lo cái gì hết. Về phần skin của nhân vật nó cũng sẽ có, nhưng mà mình nghĩ là nó không có nhiều đâu. Đây các cái nhân vật này, tối đa nó sẽ là 4 sao, gọi là 4 sao cầu vồng nha. Màu 4 sao cầu vồng. Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ, cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha. Tạm thời là sẽ nâng cấp thêm các cái nhân vật ở phía dưới này. 40 hết rồi. Đây là 50 cấp này, mình cứ up đi thôi, sau đó mình reset sau nha. Tội gì. Bây giờ cần phải up lên để mà đi ải cho nó dễ đã, chứ không là nó sẽ bị kẹt ải và chúng ta không thể nào nâng cấp được nữa. Trang bị này. Ok. Mình nghĩ là cái ải tiếp theo này thì chúng ta sẽ win được đấy. Đây cái phần AFK nhận quà đây em nhé. Cũng có phần Quick Battle đây. Chúng ta sẽ sử dụng ngọc để mà nhận được cái phần offline 120 phút à. Đúng không nhỉ? Offline đúng rồi, 120 phút. Game hiện tại cũng có khá là nhiều quà đấy. Nhưng mà cái việc mà gacha nó còn ở cái nhân phẩm của anh em nữa.
Rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ gửi đến cho anh em cái gift code dùng chung cái tựa game này nha. Test xem là cái gift code này nó có ok hay không. Số lượng thì nó cũng gọi là có nhiều nhiều so với các cái tựa game quốc tế khác. Test thử ở đây thì anh em click ngay vào góc trên cùng của tay trái chúng ta nha, với cái avatar, sau đó thì ấn cái từ đó là Rhythm Code. Game này thì có cái phần chỉnh đồ họa cao anh em này. Tia thế này nó không có cái phần bật FPS 60. Rhythm Code này. Nhập vào đây cho mình cái code đó là DS, hoặc anh em có thể là copy ngay dưới phần mô tả của video cho đỡ mất thời gian nha. Ồ, một vé 100 ngọc này, ngon đấy. DS 777. Cái game nước ngoài sao người ta cứ thích cái số 777 với lại 888 với 666 nhỉ? Đây, DS 666. Ok. Rồi. Và một cái code nữa. Chúng ta có thể có 4 cái code dùng chung rồi nha. Như ý là chỉ có 4 cái code dùng chung thôi. IZC này, TI này. Sau đó thì chúng ta sẽ có BM này. Đâu BM chữ in thường ấy. In thường với in hoa anh em biết đầy đủ cho mình nha. Ồ. Ui. What the hell? 5 vé. Đâu được quá nhỉ? Quá khủng đấy, 500 ngọc luôn này. Ừ. Quá là xịn sò luôn anh em. Tuyệt vời đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi gacha thôi, test ảnh 25 vé cả, 25 vé để làm video đi anh em. Chúng ta sẽ có được một em này là em mấy em này là em hình như là vẫn là phẩm ấy hay sao ấy. Ở đấy nó vẫn là SR anh em ạ, nó không cho SR đâu, nó chỉ cho SR thôi. Thôi tạm thời như thế là ok rồi. Đấy, quick up level lên thôi. Break này. Quick level lên này. Đó. Rồi. Khá là ok nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn đến cách tải cái tựa game này, phần triệu hồi gacha của chúng ta đây. Tỷ lệ của cái bản quốc tế này mình chưa test, tí test thử xem là nó có ngon hay không nha. Đừng như bản Trung Quốc là nó hơi bị căng đấy anh em ạ. Bản Trung Quốc là cái tỷ lệ của nó khá là thấp. Rồi và tải cái tựa game này ra sao? Để mà tải được cái tựa game này đầu tiên là trên Android trước nha. Android thì anh hãy truy cập ngay vào cái trình duyệt web của anh em, nó không có trên store của Set Play đâu. Anh em sẽ truy cập vào cái website này, sau đó thì anh em hãy copy link dưới phần mô tả của video, hoặc là anh em click ngay link dưới phần mô tả của video cũng được. Nó sẽ tự động tải cái file APK này. Đây là cái link tải trực tiếp APK nhé, chứ anh em không phải vào website để tải nữa. Tuy thế thì cái website của bản quốc tế này nó hơi chậm một xíu này, anh em cứ để cho nó chạy nha. Cứ để cho nó chạy. Khi nào mà nó chạy thành công thì nó sẽ tự tải cái APK về cho anh em. Sau đó thì anh em hãy cài cái file APK như những cái file APK bình thường khác thôi. Đấy, nhớ là click ngay link phần mô tả của video nha. Dung lượng của cái file APK này nó khoảng tầm 6 hay 700 MB gì đó. Anh em cứ từ từ cho nó tải thôi. Khi mà chúng ta tải trực tiếp ở trên cái link của website game tựa game này thì nó sẽ update cái bản mới nhất cho anh em. Đấy, nó đã download rồi này, nó có cái từ start download rồi này. Tải trực tiếp ở trên đó thì nó sẽ update liên tục cái bản mới nhất cho anh em. Chứ còn nếu mà mình up lên cái những cái host để mà download file ấy, thì những cái bản update mới thì nó sẽ không update cho anh em, nên là anh em cứ tải chịu khó tải ở trên website này cho mình nha. Và để mà đăng ký được cái tựa game này trên iOS trước thì chúng ta sẽ vào App Store. Sau đó thì anh em hãy bắt đầu đi chuyển vùng sang khu vực của Mỹ cho mình nha. Em click vào cái tài khoản đầu tiên là click vào cái avatar góc trên cùng của tay phải này, sau đó thì click vào cái tài khoản iCloud của anh em. Sau đó thì anh em hãy click vào cái phần đó là quốc gia và vùng. Đi chuyển vùng thôi anh em ơi. Ấn thay đổi quốc gia và vùng và anh em hãy chọn cho mình đó là quốc gia Mỹ. À, nó là Hoa Kỳ nha anh em, chẳng có Mỹ mọt gì hết, nó là Hoa Kỳ. Còn bạn nếu mà tiếng Anh thì nó sẽ là United States. Ấn đồng ý cho mình hai lần góc trên cùng của tay phải này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành click vào cái phần không. Ở phía dưới địa chỉ thanh toán ta sẽ ghi cho mình đó là A tiếp. Thành phố cũng A, tiểu bang thì anh em hãy chọn đó là Alaska đi. Và mã zip code của anh em hãy ghi cho mình đó là số 99501. Số điện thoại anh em nhập bừa vào cũng được. Sau đó thì ấn cái từ tiếp theo cho mình nha. Ok, vậy là chúng ta đã chuyển đổi thành công sang Mỹ. Cái này chúng ta có thể là áp dụng để mà tải cái tựa game này khi mà nó bắt chính thức luôn được nha. Ok không? Ôi, chuyển vùng rồi mà sao nó lại có tiếng Việt ở đây nhỉ? Anh em ấn cái tìm kiếm tìm thử xem nào. Hay là game này nó đã update thêm cả bản ở Việt Nam rồi. Đây, có sẵn rồi anh em này. Dự kiến là 20 tháng 6 ra mắt chính thức này. Ok chưa? Tên game và anh em hãy ấn cái từ nhận trước cho mình nha.
Đấy, anh em chỉ cần nhìn qua qua thôi về hình ảnh của game thôi là chúng ta đã thấy là cái con game này nó chính xác là Demon Slayer bản tiếng Trung nha anh em. Đó, rất là đơn giản và dễ dàng. Còn khi nào mà có Android thì mình sẽ có cái video hướng dẫn cách tải khi mà nó mặt chính thức nha. Hướng dẫn cách tải trên Android và iOS cho anh em. Hiện tại cũng có thể là đăng ký trước cái tựa game này. Ok.